nghe rất lẩy các bác nhá. Đấy, thì trước máy quay các bác anh em đây bên em đang test và giới thiệu tiếp thị một cặp loa Mini Sony Vega có 3V 15B, cấu hình một bát đơn bát 40 từ 16 côn họng 77, một tép kèn và một tép xi. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ màu lông chuột với thông số kích thước chiều cao thiết kế khoảng trên 60. Đấy, bề ngang là 46, sâu là 48 cm. Đấy, thì tình trạng cặp loa còn zin nguyên hết các bác nhá. Tình trạng cặp loa Sony Vega V15B trước máy quay các bác và anh em đây còn zin nguyên. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác anh em với một cặp loa Mỹ. Đấy, 15 triệu. Bác nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ Sony Vega V15B liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Và địa chỉ bên em tại Tứ Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Dòng loa Mỹ thì tép của nó nghe rất là lẩy. Karaoke thì lời nó sáng và bay. Bass của nó mềm, sâu. Với một cặp loa Sony Vega có mã V15B này nó hỗ trợ bằng một cặp tép xì các bác nhá. Đấy. Loa này các bác nghe nhạc thì hết được chấm này. Đấy, hỗ trợ ba con xì đây. Tép xì thì nghe nó lẩy lắm. Đấy. Đấy, với một giá đầu tư rất hợp lý 15 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ Sony Vega. Full đơn bass 40 từ 16 côn họng 77.